nó còn giỡn sao con, nó kể cho chú ơi. Thì lúc đó con giỡn thì nó không ai nhà đâu. Rồi những cái lỡ lớn nhà không? Dạ. Có người lớn ở nhà không? Dạ không. Dĩ dĩ hòa dĩ quý đi. Tôi nói rồi nè. Bây giờ tôi đứng đâu về đây không cho không? Dạ không muốn cho thôi. Nhà đi, vô nhà đi, vô nhà đi. Rồi. Đó, tao chờ. Chết mẹ rồi Thắm ơi, chị ơi vô nhận cháu nội liền đi, nhận liền cho tôi. Trời ơi Thắm ơi, dám dại quá vậy con. Con để nó giỡn con mà bây giờ con còn đối mặt với án hình sự nữa, 7 đến 15 năm đó con. Nó mới có 13 tuổi thôi, nó vẫn còn là trẻ em đó. Bây giờ chú phân tích cho Thắm nè. Bây giờ nếu mà hai đứa bay bằng tuổi nhau dưới 13 tuổi thì thôi, không có chuyện gì xảy ra, coi như huề. Còn trường hợp thứ hai là con Thắm mày đủ tuổi rồi, mày đủ trách nhiệm pháp lý, đủ năng lực hành vi là 7 đến 15 năm, chuẩn bị kêu án đi con. Còn trường hợp cuối cùng con Thắm chưa đủ tuổi vị thành niên, nghĩa là nó còn đang ở trong độ tuổi là 14 đến 16, là con Thắm mày sẽ phải chịu ít nhất là 12 năm nếu mà tù chung thân. Tuy nhiên với cái mức để nó giỡn như thế này thì tao nghĩ mày sẽ phải đi 7 năm, 7 năm rưỡi cho cái mức kịch khung 15 năm.